เฮ้ยเจียนให้กันให้กับมาลองใช่ไหมลองจะไม่จะดีไม่เตี๋ยวพี่ปอกโพนนี่ลูกดูไปเอาตีนน่ะทำตรงจะเอาตีนตั้งอยู่ใดเลยไปแย่ล่ะลูกได้ทำตรงว่าหันตัวหันลูกอยู่ตรงนั้น con trắng không? Lợn dữ chứ. Thank you.
nấu không thế?
Thank you.
đậu hồi em à, mang luôn rồi người nuôi á. Em đi vào trong buổi em có ủi để nắm vào nhé. Giờ thì em đi lấy cái đôi găng tay đã. Cần không? Không cần đâu mà. Chị thì không sợ hơi đâu, chỉ không sợ em đấy. Sợ thì không sợ. Vào luôn rồi á? Vào luôn rồi. Sao lại nó lại dài thế? Sao lại dài thế? Gửi hát văn xong rồi à. Dạ. Đầu chưa ra đâu á. Đúng à? Ok. Đấy, quan trọng rồi, quan thiết kế quan trọng là làm. Còn đấy. Cuối tối nó bảo đi uống sữa, nó phi ra ngoài cửa, nó đi với ông bà. Có lên đây không? Không ở đây, mẹ trai đâu nhỉ? Ở dưới cơm ba đi. Má nào đấy? Hơn. Tí lấy rau về ăn, mình lấy luôn đi, tí tối cũng lấy được. Bỏ ra đi mất xón nhỉ? Thằng thằng đắt mà là. Đi gọi đi rồi. Mẹ mẹ phường nó cắt luôn ơi. Nó lên lịch đây thử lịch. Để căng. Đi đâu? Chém tí. Cho nó vỡ mẹ luôn. May nó không vỡ. Bảo đúng rồi, bảo con đi theo này cho đúng đi tìm lấy trước. Ăn được cái này, 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 ă
hết thầy. Đi ra lấy túi khác à? Lấy túi to mới chia ra. Lấy cái rồ kia, để cắt rau thôi mà, không bẩn đâu. Rồi em ạ, ra. Phải. Nhưng mà phần đường đang nhổ đây. Anh đúng ngày nào cũng còn đi lâu. Ấy mà da còn trắng lắm nhỉ, mình đấy ngọt tất thứ hết cả. Ôi hớt mắt cao đây là. Kia nhân mình để vào đến từng ngày kia nhưng nó bảo ừ, ngày kia anh vào. Nó lên đây thì lên hả là? Bọn nó. Con nó không ra thật à? Gọi chửi nó chứ mày 11 12 giờ đêm nửa đêm mày còn gọi anh chị còn ra được, bây giờ mày không ra được. Bắt đường thôi, nó bảo là bắt đường. Mày ra được rồi nè. Không? Kịp bảo là con gửi cho vào trong đấy sao? Làm gì còn kịp nữa, phải đi lấy lâu mày là giật à? Không, về sau thấy hai em một chùm rồi. Câu nào phát nước này, lấy về nuôi vừa phát mai, để lấy đẹp ra. Bơ bẩn sâu này lên. Em có bơ đâu. Tí nó khác đấy. Có mà mình còn cắt một phát nữa. Không cần cắt gì như thế. Thôi chúng ta lá đi đừng anh cạo. Chính ra đang muốn ăn cuống nó mới giòn. Ờ. Lá anh còn không ăn ấy. Trần ấy. Mình muốn tôi bà ơi. Chịu bà. Lấy cái cuống ăn cái cuống nó mới giòn. Chính ra cái lá xào nó lấy. Nhà bên kia là có lấy hơi góc một tí biết thế em lấy đoạn đấy về là ăn luôn đi nhỉ. Cái túi để tao đựng thịt mới rồi lấy về mấy cái. Ô, tao ra từ trưa. Thật hôm mà. Nay. Đúng không? Túi sạch. À bên sông Yến ấy. Cái này đi. Hả? Cái này để mấy nữa. Ừ. Ô, cái đấy không. Cái đấy chính là cái lá đấy. Em tưởng Sơn à? Anh đổ đi. Có cái túi nó tìm lên cái lòng rồi vào. Còn cái mỡ này em cũng tìm nó cho thử cái gương đi. Cái này trong da trên thái nhỉ. Trong da. Sao không? Sao với cái gan ấy một tí là. Nó mình nướng không đi. Ra sao thế ấy. Ui, sao cái kia. Không thì đưa sao nó phá không. Làm cái khó, cái này bây giờ thái ra sao cái này này, bảo cái này nhé. Em không thấy ngon đâu, khác làm khác. Đúng rồi, cái gan này. Khảo chín rồi cho nó chung một đĩa không đứa. Lại từ kiếm ra thì nó ép cho nó chín chín tí. Nó tối vào quay khó. Phải thật anh hướng đi đâu. Đẹp chơi. Sinh à. Mình quay bố ấy. Mẹ đi, tao nói đi chơi. Tuyệt vời luôn. Tao nói đi chơi không? Ê, em phải bảo em phải có mua 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 lắm. Tốn quá ấy. Chỉ được mua 2 bao rồi. Bắt ở Bắc Không được không? Được anh ạ, ăn tốt. Anh ở bên kia. Bắt ở Bắc Không hả? Ăn được. Anh nghĩ là anh cho nước hơi ít. Anh cứ đặt ra bên ngoài viện. Thôi nghe tiếng chim nó về là được.
không lẽ cần phải đây khỏi đây cắn đâu vào rồi. Bây giờ tôi tin nó say rượu đi chân đất về. Không lẽ cần phải đây khỏi đây cắn đâu vào rồi. Bây giờ tôi tin nó say rượu đi chân đất về. Được nhưng nó hơi mặn một tí. Lấy thêm tí nước nữa là được. Đâu, cái bên này đủ rồi. 15.000 một gói to chả biết bao nhiêu đôi. Cơ thể mới hấp thụ được này. Không đi đâu cũng nhanh. Cái bụng nó nhẹ hơn, nhẹ hơn không ngủ thì thấy cái này leo lên cây phát tôi lên cây nhanh. Cái này xưa em còn mấy hôm nữa anh em mình ngồi nói chuyện ba mấy 40 nó đang dừng cái lán nhưng mà nó đã tính cả cái lán. Đi chết rồi, thằng ai bấm mấy lần đùa kìa. Thế mới vào Trung Khánh thế.
Darn it.